Quý vị các bạn lưu ý là đối với bộ bạch này chúng ta nên sử dụng những cái biến áp tốt một chút. Là tôi đang dùng cái biến áp sắt từ vuông loại vừa vừa tiền. Chúng ta nên sử dụng những cái là dòng biến áp có công suất nó cao hơn một chút để có thể đáp ứng được. Chứ còn cái biến áp này thật ra là nó không đủ dòng. Ok, đây là cái trên màn hình thì chúng ta xem đó là cái mạch của TDA7293 có công suất của nó 200W, rất là mạnh. Nhưng mà mạnh thôi, nhưng mà sói loa cặp loa toàn dãy này thì nó vẫn chưa phải là đỉnh lắm. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành cho test xem thử cái cặp loa này. Tôi cũng xin nói thêm là một số các bác đang đặt hàng hôm trước thì tới bây giờ cũng chịu khó đợi thêm ít ngày nữa. Có thể là hơi muộn một chút, có thể hy vọng là sẽ phục vụ được cho các anh trước Tết này. Và tôi cũng đang cố gắng hết sức để có được những sản phẩm đến tận tay cho tất cả quý vị và các bạn. Ok, rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video. Tôi sẽ mở một cái ca khúc tiếng Anh để chúng ta tham khảo xem thử. Có không gian nó không được tốt. Và tiếp theo thì tôi sẽ thử một cái ca khúc khác.